quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đầu tiên và vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Ở vòng 1 thì mỗi đội sẽ phải trả lời 3 câu hỏi mà mình trả lời theo cái cách là luân phiên. Và không biết đội nào sẽ tình nguyện thì trước. Chà, sung dữ ha. Đúng với cái tên của mình, năng động phải là vậy chứ. Luôn luôn đi đầu, xin mời các em. Trước mặt các em bây giờ là 5 cái danh sách đang treo toàn ten trên kia. Sẽ hiển thị 5 cái đáp án. Câu 1 thì chỉ có 3 đáp án đúng mà thôi đó nha. Và câu 1 này, một người mà chọn được đáp án đúng, mình sẽ có 1 triệu đồng cho đội của mình. Xin mời đáp án từ chương trình. Tỏi sống, nước soda, gừng tươi, dưa chua muối, cỏ lúa mì. Những cái này cũng quen thuộc mà đúng không? Những món ăn, nước uống không có xa lạ gì với mình hết. Mời các em quay lại xem câu hỏi. Những thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch phòng ngừa virus. Bắt đầu. Phòng ngừa virus. Quay lại. Gừng tươi là gừng tươi, tỏi sống. Quay lại các em, quay lại, quay lại. Gừng tươi, tỏi sống với cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì. Rồi mình đi vô đúng không? Mình vô gừng tươi, em vô tỏi sống đi. Dạ nha, em vô tỏi sống nha. Em vô gừng tươi đi. Không, em nghe em đi vô tỏi sống. Thì mọi người chia nhau ra, bây giờ em vô tỏi sống, ai ai vô với em? Ai vô với em tỏi sống? Vô vô vô, đúng rồi, anh hay đứng với em. Cái nào chắc chắn thì mình đứng ba người đi. Hết giờ. Trời, hai em đứng như tượng vậy đó. Em gái, em đứng hiên ngang của em gái. Trời ơi, gương mặt đầy cái sự kiêu hãnh. Em tin về đáp án của mình hay sao mà em có vẻ tự tin quá vậy? Dạ, tại nhà em hay sử dụng gừng á. Em làm gì với gừng? Giải cảm nè, trị ho nè. Gừng có thể là mình trộn với lại mật ong á anh. Thì trị ho rất là tốt. À, còn em bên đây, Loan. Dạ, theo như là em tìm hiểu chắc 100% là tỏi có thể chữa bệnh cảm nè, virus hay là các bệnh ấy. Ở đây là không phải là chữa cái bệnh nào, mà ở đây cho hỏi chúng ta là để tăng cường cái hệ miễn dịch. Dạ, đúng rồi. Tăng cái sức đề kháng của chúng ta thì em nghĩ rằng tỏi. Em nghĩ sao? Em thì tại vì em làm trong lĩnh vực cơ khí mà, thành ra cái độc hại đó rất là nhiều. Tỏi thì nó làm cho em tươi tỉnh. Tươi tỉnh. Ăn tỏi tươi tỉnh hả em? Dạ, giống tại như sao em không uống cà phê cho nó tỉnh? Tại vì em muốn thải độc trong người ra. Tỏi thải độc rất là tốt. Tỏi thải độc rất tốt, cảm ơn em. Thấy con bé đứng bên cỏ lúa mì là run sợ. Sao vậy em? Tại vì theo cái độ nhớ của em á, là em nhớ có một cái gì loại... độ nhớ của em hả? Cái độ nhớ của cái độ nhớ của cái loại thực vật của em đã từng biết á, thì là nó có một cái loại cỏ có thể chữa được bệnh. Nhưng mà em không nhớ chắc có phải là cỏ lúa mì hay không. Không nhớ chắc mà vô đây đứng làm chi? Bởi vì em mới đứng mình em nè. Rồi em không thấy rằng em cô đơn hả? Sau khi cảm thấy cái này chắc Ủa bye bye rồi hả? Em bye mọi người trước. Trời ơi. Em không chắc câu trả lời của em. Chưa chi mà nhỏ nó bye bye mọi người rồi. Trời, thằng bé tội nghiệp hết sức. Nãy thấy rõ ràng đứng đây mà làm gì? Em run quá anh. Anh sẽ công bố đáp án nước soda và gừng tươi. Gừng tươi là đáp án chính xác. Đúng là gừng tươi là một trong những cái loại có thể giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch và có thể trị được rất là nhiều những cái bệnh thông thường. Ví dụ như em nãy có nói đó là trị ho nè, hoặc là giải cảm nè ha. Còn bây giờ anh sẽ công bố đáp án tỏi sống. Ở đây có Hồng Loan là đội trưởng. Nếu như đây là đáp án sai là chúng ta mất ngay cái cơ hội có 10 triệu nha. Xin mời. Không tự tin lên. Tỏi là một cái nguyên liệu mà người ta cũng rất hay sử dụng để làm tăng cường cái hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Tiếp theo, còn đáp án dưa chua muối và cỏ lúa mì. Mình tội nghiệp nghe em. Em gung quá, em gung. Em gung á. Em gung quá. Anh sẽ làm cho em hết gung liền lập tức. Công bố đáp án dưa chua muối và cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì cũng có thể sử dụng để điều trị ho, sốt, đau họng hoặc là đau khớp. Chúc mừng em, may mắn là đây là vị trí đúng nha. Mời cả đội về chỗ, mang về 5 triệu đồng cho đội mình. Xin mời đội xinh đẹp.
Mời đáp án của chương trình. Mexico, Libya, Ấn Độ, Iraq, Saudi Arabia. Tên của những quốc gia trên thế giới. Mời các em quay lại xem. Top 5 quốc gia nóng nhất thế giới. Bắt đầu. Ồ nha. Quay lại. Iraq nè. Iraq. Quay lại nè. Iraq. Ấn Độ. À đâu quay lại. À nhờ, ok. Phải ba đáp án. Iraq. Ali nghĩ là ba cái chính giữa nè. Nha. Mexico. Mexico cũng được. Mexico. Các bạn có thể chia ra. Come here. Yeah. Libya, Ấn Độ và Iraq. Vẫn còn thời gian. Có muốn thay đổi gì không? Saudi Arabia không? Muốn đổi không? Không. Muốn đổi không? Hết giờ. Sao đội trưởng đến cái giây cuối cùng thì mới kêu người ta đổi, sao trả cho kịp? Dạ em chỉ đang kiểu suy nghĩ trong đầu là em nhớ cái nước mà nóng nhất thì chỉ có là Iraq thôi. À. Còn lại mấy cái nước kia là hên xui. À. Dạ cho nên em cứ phải vào đây trước rồi. Thì đúng rồi, cái đó là vị trí an toàn theo em. Dạ. Đúng không? Rồi em kêu người ta đổi qua bên cái Saudi Arabia. Dạ cũng. Em biết nước đó nước nào không? Dạ không. Là Ả Rập Xê Út á. À vậy mà không ghi Ả Rập luôn anh. Ghi vậy thì dễ quá rồi. Ghi vậy mới thử thách mình chứ. Dạ. Mình hay nói Ả Rập Saudi á. Ả Rập Saudi. Dạ. À, chết. Ba người đứng vô một chỗ này ha. Rồi em trai, em nghĩ là Ấn Độ nóng nhất hả? Dạ em nghĩ là nó nằm trong top nóng nhất anh. Hồi nãy anh thấy em chỉ qua Mexico mà. Không, Mexico là mát. Mát hả? À. Còn em? Sao à? Đứng Libya. Linh cảm. Linh cảm thôi hả? Nãy đội trưởng kêu chạy qua bên kia đi mà chạy không kịp phải không? Chứ nếu kịp em chạy qua không? Kịp, chắc chạy qua được. Bây giờ nó cho đổi không? Đổi không? I don't know. Mọi người ơi. Giờ cho đổi ra đổi không? Em ơi, anh nghĩ giỡn đó cưng. Tao mới nói thiệt giờ muốn đổi cho đổi đó. Em tin. Tin nhá. Ừ, mày đừng tin anh nhá. Không tin dần luôn. Không đổi đúng không? Không. Không là đúng không? Không đổi đúng không? Cơ hội cuối cùng. Không đổi đúng không? Thấy không? Niềm tin còn lung lay dữ lắm. Thôi, không đổi. Anh đã cho em một cơ hội mà em không biết tận dụng. Ghê quá à. Được. Năm cái quốc gia này nào cũng nóng hết trơn á. Không có nào mát đâu, kể cả Mexico cũng không có mát đâu em. Mà chính qua là chúng ta đang tìm ba cái quốc gia mà nóng nhất thôi. Anh sẽ công bố đáp án Saudi Arabia. Đáp án này đúng hay sai? Trời, tôi nghi quá nè. Ả Rập có lạc đà đó anh. Chúng ta vẫn thường hay thấy trong phim những cái đoàn thương buôn mà đến từ Ả Rập. Họ hay ngồi trên lưng những con lạc đà, mặc trang phục quấn che kín mặt luôn. I don't know. Đây là đáp án đúng. Đây là cái đất nước mà cái nhiệt độ đó trên 50 độ là cái chuyện hết sức bình thường. Đứng thứ 2 trong top 5 những đất nước nóng nhất. Tiếp theo, anh sẽ công bố tới đáp án Mexico và Libya. Em gái, mạnh mẽ lên em. Mexico và Libya. Cái kết sắt nào sẽ rơi xuống đây? Anh đã cho em một cơ hội để thay đổi mà em không thay đổi. Lúc nãy em chọn qua Ả Rập là ngon lành rồi. Ngon kìa. Chết ta. À, em đang đứng Libya. Oh yeah. Đất nước này nhiệt độ là trên 58 độ, đứng đầu về cái độ nóng. Em gái sao? Nhẹ nhõm chưa? Còn lại Ấn Độ và Iraq. Chắc chắn sẽ có một đáp án đúng và một cái sai. Nào đúng nào sai đây. Xin mời. Ali chưa chi mà em vẫy tay em chào sớm quá. Iraq là xếp vị trí thứ 5 trong top quốc gia nóng nhất với nhiệt độ cũng trên 50 độ. Chúc mừng 4 thành viên đã chọn được đáp án đúng. Mời các em đến đây. Chào Ali. Nãy em có kêu bạn ấy vô Ấn Độ không? Trong đầu em chỉ biết là Iraq là một trong những cái quốc gia nóng nhất. Còn lại những cái khác thì em hên xui thì em cứ đẩy các bạn vào thôi.